Đây là thức ăn của chúng ta, đồ ăn có tốt với mày hay không thì quan trọng gì? Cứ như vậy, Gabu và May đều bị nhốt. Đến đêm, bà nội tới tìm May và nói với nó. Năm đó bởi vì muốn giúp con trốn thoát, nên mẹ May đã lựa chọn ở lại chiến ân oán của đời trước. Đến đời sau cũng sẽ không thể lãng quên được. May nghe đến đây thì cảm thấy vô cùng hối lỗi. Nó đã rơi giọt nước mắt hối hận. Lúc này Gabu cũng đang nghĩ về ngày nhỏ. Đó là lúc Gabu vô cùng nhát gan. Các bạn đều cười nhạo Gabu, không ai muốn chơi cùng nó. Cũng không có ai muốn giúp đỡ Gabu. Lúc này chỉ có một mình May hiểu nó. Vì vậy Gabu vô cùng trân trọng người bạn này. Sau một đêm suy nghĩ, dê đầu đàn đã tìm tới May. Dê đầu đàn nghĩ rằng Gabu đang lợi dụng May, vì vậy quyết định sẽ tính kế ngược lại. May sẽ phải tới gặp mặt Gabu, sau đó quay về báo tình hình của đàn sói cho dê đầu đàn. Những kế hoạch đi săn của chúng đều phải hỏi cho rõ. Con làm như vậy thì chúng ta mới có thể tiếp nhận con là đồng loại của mình, biết chưa? Con biết rồi. Điều trùng hợp là sói đầu đàn cũng tìm tới Gabu. Vốn dĩ Gabu sẽ phải chết, nhưng sói đầu đàn biểu thị chỉ cần báo tin cho nó về tình hình đàn dê thì tất cả mọi tội lỗi của Gabu sẽ đều được tha thứ. Đồng thời ở một bên khác, cả khu rừng đều truyền tai nhau câu chuyện của Gabu và May. Vào ngày cả hai gặp lại nhau, Gabu và May đều có tâm sự, mỗi một câu nói đều vô cùng ngượng ngùng. Khi đi trên đường chúng cũng không biết nên nói gì. Các động vật trong rừng đều tò mò về buổi hẹn này. Đàn sói và đàn dê cũng đang âm thầm quan sát từ xa. Đột nhiên bầu trời đổ mưa lớn, Gabu và May chuẩn bị tới một nơi nào đó trú mưa. Cả hai cùng nhau bước qua những tảng đá lớn, nhưng May lại không cẩn thận ngã xuống nước. Gabu vô cùng lo lắng, nó dùng hết sức có thể để kéo May từ dưới nước lên tảng đá. Sau đó, Gabu quyết định không nói dối nữa. Nó đã nói ra chuyện mình là gián điệp của đàn sói. May cũng nói rằng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của Gabu thì nó không thể nói dối Gabu được. Sau khi nói ra những gì giữ trong lòng thì cả hai đều biết được chúng đã không thể quay lại được nữa. Nếu đã lựa chọn sẽ ở bên nhau thì đồng nghĩa với việc chúng đã phản bội đàn. Đã đến nước này rồi, chúng ta cũng chỉ có thể không quan tâm tới họ nữa. Anh nói đúng, tôi đã có dự định từ trước rồi. Cả hai nhìn xuống dòng nước chảy mạnh. Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của thú rừng, chúng đã nhảy xuống dòng nước, nhưng vì sức nặng nên May đã trôi xuống trước. Sau đó chúng đã được đưa tới hạ lưu. Đến khi Gabu tỉnh lại thì May đã biến mất. Gabu hoang mang gọi tên May liên tục, là do tôi không tốt, nếu biết sẽ trở thành thế này khi đó chúng ta không nên quen nhau, nhưng tôi rất vui vì có thể quen anh. May, bây giờ cả hai chỉ có đối phương bên cạnh, chúng không sợ bất kỳ dị nghị nào, cũng không sợ câu nói dê và sói ở bên nhau sẽ không có kết quả. Chúng không quan tâm tới gì hết, chúng chỉ muốn đi qua ngọn núi cao nhất để có thể tìm thấy một khu rừng xanh. Nói không chừng ở nơi đó sói và dê có thể sống cùng nhau, nhưng nguy hiểm cũng đang tiến đến gần. Đàn dê chắc chắn sẽ không truy cứu, nhưng đàn sói thì sẽ không tha cho bất kỳ kẻ phản bội nào. Sói đầu đàn ra lệnh cho đàn phải bắt Gabu về. Lúc này Gabu và May vẫn đang tiến tới đỉnh núi. Trên đường đi chúng còn phải giải quyết vấn đề ăn uống. Đối với May mà nói thì chuyện ăn uống vô cùng đơn giản, vì vậy nó không lo bị đói. Nhưng Gabu lại khó khăn hơn, vì lo lắng May sẽ sợ hãi nên nó chỉ có thể bắt chuột ăn vào ban đêm. Nhưng cho dù có cẩn thận thì May vẫn thấy không vui vì hành động của Gabu. Vào lúc chúng sắp tranh cãi thì ngay lúc này đàn sói đã tìm tới nơi. Chúng nhanh chóng chạy như bay nhưng lại phát hiện đã tới vách núi. Gabu làm bậc đỡ cho May để nó có thể nhảy tới vách núi bên kia. Sau đó Gabu cũng nhảy sang vách núi. Sau đó chúng lại tiếp tục leo núi. Sau khi leo lên vị trí vô cùng cao thì chúng mới dừng lại. Thế giới lớn như vậy, gặp được anh thật tốt. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Phía đối diện sẽ có rừng xanh chứ? Chắc chắn là có. Thật ra chỉ cần có thể ở bên anh là được. Nhưng sau quãng thời gian hạnh phúc chính là giông bão. Rất nhanh May đã không còn sức lực đi tiếp. Gabu nhìn thấy tình hình thì nhanh chóng dùng hết sức. Sau đó nó đã đào được một cái hang nhỏ. Gabu lao tới kéo May vào cái hang mình tạo ra. Gabu nghĩ rằng đợi bão tuyết qua đi thì sẽ tiếp tục lên đường. Nhưng bão tuyết lại quá lớn, thời tiết mãi mà vẫn chưa chuyển biến tốt hơn. May biết rằng mình sẽ không thể vượt qua trận bão. Gabu cũng đã không ăn uống mấy ngày rồi, chỉ có để Gabu ăn thịt May thì mới có thể sống sót qua trận bão. Không, không đúng, May không phải là đồ ăn. Anh nghe đi, không đúng, không được kêu, đáng ghét, sao lại kêu? Tôi không muốn làm sói. Lúc này Gabu vô cùng hối hận vì mình là một con sói. Nếu như nó là dê thì có thể dễ dàng ở bên cạnh May rồi. Gabu cũng sẽ không cần sợ bất kỳ ai, cũng không sợ bị đàn sói đuổi bắt. Trong cơn bão tuyết đó tôi đã không ngừng nghĩ, tôi nghĩ tới sẽ có một ngày tôi biến mất. Nhưng những ngày tháng mà tôi ở bên anh sẽ mãi mãi không biết mất, đúng không? Đây là những câu nói Gabu giấu trong lòng. Nó âm thầm rời khỏi hang để có thể tìm chút cỏ cho May. Nhưng dù đôi chân đã lạnh buốt thì nó vẫn không tìm được bất cứ thứ gì. Điều thảm thương hơn là đàn sói đã đuổi tới nơi. Vào giây phút này, Gabu đã tự thu hút sự chú ý để bảo vệ May. Sau đó nó nhảy xuống, một mình chiến đấu với cả đàn. Nhưng rất nhanh nó đã bị sói đầu đàn cắn. Ngay giây sau đó, tuyết trên đỉnh núi đã đổ xuống. Đàn sói lập tức bỏ chạy, Gabu cũng bị chôn vùi trong đống tuyết. Ngày hôm sau, trận bão cũng đã dừng lại. May chạy ra ngoài tìm Gabu, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy rừng xanh. Nó vô cùng vui vẻ gọi tên Gabu, nhưng lại không nghe thấy câu trả lời. May chỉ có thể một mình tới rừng. Nơi này là một khu rừng tuyệt đẹp, khắp nơi đều là cỏ ngon thơm ngát, nhưng May lại cảm thấy vô cùng mất mát. Đột nhiên, nó nghe thấy động vật nói rằng sói đã tới. May cảm thấy không sợ hãi, nó còn lao tới hướng có sói.
Quả nhiên, từ phía xa một bóng hình quen thuộc đã xuất hiện. Mây nhanh chóng lao về phía Gabu, Gabu cũng nhanh chóng lao về phía mây, nhưng cảnh tượng gặp lại tươi đẹp không xuất hiện. Gabu đã đánh ngất mây rồi kéo nó về hang động của mình. Hóa ra sau trận bão tuyết, Gabu đã mất trí nhớ, nó không nhớ mây là ai, cũng không biết rõ tên mình là gì. Nhìn vào gương mặt vừa lạ vừa quen trước mặt, đôi mắt mây đột nhiên ngập tràn nước, biết là sẽ thế này thì không nên có đêm giông bão đó. Ban nãy anh nói gì cơ? Một đêm giông bão? Đột nhiên những ký ức về đêm giông bão hiện lên, đây chính là ám hiệu lần đầu tiên gặp mặt của chúng. Đột nhiên Gabu đã thức tỉnh, nó đã nhận ra chú dê trước mặt, cả hai đã cùng thưởng thức mặt trăng. Khung cảnh này vô cùng tươi đẹp, cuối cùng chúng đã có thể ở bên nhau. Nếu không gặp được người thì tôi sẽ ở đâu? Câu hỏi này có lẽ chúng ta nên tự hỏi chính mình. Cho dù là bạn bè hay thợ săn, chỉ cần có thể cùng họ một đời vui vẻ thì cũng đã là một chuyện vô cùng hạnh phúc rồi. Chỉ cần có ý nghĩ này thôi thì cho dù trong cuộc đời này có gặp bao nhiêu giông bão thì chúng ta vẫn có thể vượt qua. Cho dù kết quả thế nào, có lẽ cứ liều mạng một lần cùng người thì có thể đó chính là kết quả tươi đẹp nhất.